Xin chào, kính chào quý bà con anh chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ tư ngày 16 tháng 10 năm 2024, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng cập nhật mới nhất vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Bình Thuận cho quý bà con anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì mình còn có làm thêm những clip cập nhật cả một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác anh chị nào có xem kênh, có quan tâm đến thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý anh chị các bạn, thì tình giá thanh long ruột đỏ cũng như thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang đi ngang. Giá thì cũng còn khá thấp, đặc biệt ở mặt hàng thanh long ruột trắng. Ở khu vực miền Tây hiện nay, đầu tiên là hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây hiện nay thì loại 1 dao động ở mức từ 23.000, loại 2 dao động từ 18.000, loại 3 dao động mức từ 13.000, còn loại 4 hiện nay thì dao động mức từ 8.000. Thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây hiện nay thì hàng giạt, hàng ngang trộn nó dao động từ 6.000. đây là hình giá thanh long ruột đỏ tại khu vực miền Tây. Giá này là giá cập nhật tại vựa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hiện nay tại khu vực miền Tây thì hàng đẹp dao động từ 18 đến 20, hàng sàn dao động từ 16 đến 18.000, hàng giả dao động từ 8 đến 9.000. đây là hình giá thanh long ruột trắng tại khu vực miền Tây. Khu vực Bình Thuận thì thanh long ruột trắng bò đẹp 21, 22, 23, bò sàn thì 19, 20, 21.000. thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì hàng giả dao động từ 7 đến 8.000. đây là hình giá thanh long ruột trắng tại khu vực Bình Thuận. Giá này là giá cập nhật tại vựa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn, từ 2 đến 3.000. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hôm nay tại khu vực Bình Thuận thì loại 1 dao động từ 25.000, loại 2 là 20, loại 3 dao động từ 15.000. thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận hiện nay thì hàng giạt đang dao động mức từ 7.000. đây là hình giá thanh long ruột đỏ tại khu vực Bình Thuận. Giá này là giá cập nhật tại vựa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc bà con và chị các bạn đi xem kênh sẽ có một ngày vui vẻ, may mắn và